Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 14 tháng 11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa rào, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Bắc Bộ và Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi từ 12-15 độ C, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-20 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 14 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 26-29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C. Thủ đô Hà Nội, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 76-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-26 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Phía Nam có nơi trên 30 độ C. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Có nơi trên 33 độ C.